Hello, mến chào tất cả các bạn và cả nhà thân yêu đã trở lại với channel của mình. Buổi sáng mùa đông ở xứ Mỹ nha cả nhà. Trời lạnh vậy mà mọi người ở đây vẫn đang tập dưỡng sinh nè. Họ mặc áo ấm và cùng tập với nhau nè cả nhà. Hoạt động chân tay như vậy cũng rất là tốt cho sức khỏe. Người tập một lát đổ mồ hôi lột bớt áo ấm ra. Ai tập thì tập, ai đi chợ thì đi chợ. Chỗ này cũng là chỗ đậu xe bên cạnh nhà hàng điểm sắm á cả nhà. Vô chợ mình thấy, mình quay chia sẻ với cả nhà. Mấy cô mấy chị này họ tập dưỡng sinh như vậy, dốc dáng họ cũng rất là mảnh mai, không có bị béo phì á cả nhà. Của họ rất là nhịp nhàng. Mình mà ở gần mình cũng sẽ vô đây tham gia tập trung cùng với họ. Còn một tuần 6 ngày luôn. Cứ ngồi hoài à. Hèn gì cái dáng nó cũng hơi tròn lắm cả nhà ơi. Với những chiếc xe đậu ở đây á, chứ họ đứng dài theo cái hành lang mé building này nè, cũng dài lắm luôn á, cũng nhiều người lắm. Video buổi sáng cùng ngắm mọi người tập thể dục dưỡng sinh để tốt cho sức khỏe của mình tới đây xin được xếp lại. Cảm ơn tất cả các bạn và cả nhà thân yêu đã đồng hành với video của mình. Mình chúc quý vị luôn an lành, hạnh phúc và có nhiều thành tựu tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống. Thưa mình, các bạn vui lòng tặng cho mình một lượt đăng ký, like, share và nhớ bật cái chuông bên cạnh để sớm nhận được thông báo khi mình có thêm những video mới nữa nha. Chào thân ái, hẹn gặp lại nhau những video tiếp theo. Bye bye tất cả các bạn và cả nhà thương yêu.